mũi tên thêm này, để chúng ta di chuyển cái mã này để biết được cái lỗi của nó ở đây. Xin chào các bạn nhé. Thì ở trên cái dòng VRV của Toshiba này, hay là các cái dòng khác cũng thế, thì cái mà chúng ta kiểm tra các cái lỗi của nó để biết được cái quá trình lỗi thì nó cũng rất quan trọng các bạn nhé. Bởi vì có thể là khi mà nó xảy ra cái lỗi hiện tại thì có thể trước đấy nó đã báo những cái lỗi khác rồi. Tuy nhiên thì do có thể chúng ta không để ý hoặc chúng ta reset nó lại chạy. Đó, thì đến khi mà nó lỗi đấy, thì chúng ta kiểm tra cái lỗi của nó. Tuy nhiên khi mà kiểm tra cái lịch sử lỗi thì nó lại biết được các cái lỗi đằng trước. Đấy, thì đối với cái dòng này thì chúng ta kiểm tra cái lịch sử lỗi của nó như thế nào. Đó, thì trên cái bàn phím này nhá. Đấy, nó có hai cái phím này, test này và set, thì các bạn nhấn đồng thời vào hai cái phím này. Đó, nhấn giữ nhá. Đấy, nhấn giữ. Đó, giữ khoảng 4-5 giây gì đấy thì nó sẽ hiển thị lên cái bảng. Thì bên này là cái mã lỗi này, tức là cái số lỗi 01 hay là 02, 03, 04. Thì con này nó cho hiển thị là 4 cái lỗi. Thì đây như này nó đang nháy là 01, tức là cái lỗi số 1. Thì chúng ta dùng cái mũi tên này nhá, mũi tên thêm này này, mũi tên thêm này, để chúng ta di chuyển cái mã này để biết được cái lỗi của nó ở đây. Đấy, thì cái con này này, cái lỗi gần nhất của nó, cái lỗi số 1 này này, nó là cái E04, tức là cái lỗi mà mất nguồn dàn nóng hoặc mất kết nối dàn nóng. Thì chúng ta chuyển qua cái mã số 2 thì nó là L29. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ nhảy lên cái mã thứ hai, có nghĩa là trước cái mã 04 này nó đã bị cái lỗi là lỗi L29. Đấy, và chúng ta di chuyển tiếp. Đấy, nó đã từng bị cả cái lỗi P12. Đó. Đấy là cái số 3. Cái thứ tư là L09. Đấy, L29. Đấy, thì các bạn tra tất cả những cái lỗi này nhá. Cái lỗi ở bên này này, nó báo này. Thì các bạn sẽ biết được cái lịch sử lỗi của nó, cái quá trình lỗi của nó. Tất nhiên là cái này thì nó không xem được thời gian lỗi, nhưng mà với các cái lỗi như này thì chúng ta cũng có thể là dự đoán được các cái mà vấn đề nó xảy ra dẫn đến cái lỗi hiện tại nó chính xác hơn. Đấy, tại vì có những con nó hoạt động chập chờn thì nó có thể tạo ra nhiều các cái lỗi khác nhau, nhưng mà reset có thể nó lại chạy. Đó, thì đấy là cái các cái bước mà chúng ta kiểm tra cái lỗi đấy, và để xóa các cái lỗi đi nhá. Thì ví dụ như chúng ta sửa chữa xong rồi, đúng không? Chúng ta sẽ xóa hết các cái lỗi đi, để các cái lỗi nó thiết lập lại 4 cái lỗi ngay từ ban đầu. Đó, thì các bạn dùng cái phím Clear này nhá, nó đang nháy các cái lỗi đúng không? Thì các bạn nhấn vào Clear này, thì các bạn thấy là 4 cái lỗi này nó đều không báo cái mã nào ở đây. Thì bây giờ nó đã trống trơn cái danh sách rồi. Thì khi mà cái danh sách nó trống trơn như vậy thì lần sau mà nó lỗi thì nó lại lặp lại. Các bạn có thể là ghi nhớ lại quá trình xóa này. Thì tính từ ngày hôm nay chẳng hạn, thì nó bắt đầu xác lập các cái lỗi nào ở trên đây, thì chúng ta sẽ kiểm tra và biết được là nó đã từng lỗi, thì cái quá trình sửa chữa nó nhanh hơn. Đấy, chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.